đại diện cho một vụ phục hồi Cơ Đốc làm việc trực tiếp ở tại Việt Nam. Tôi vô cùng cảm ơn các đầy tớ Chúa ở tại VCM đã hết lòng, hết sức, tận tụy trong công việc của Chúa để đồng hành, yểm trợ và cầu thay cho chúng tôi trong công việc giúp đỡ cho những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam, đặc biệt là chị Thùy Anh. Chị đã hầu việc Chúa đến phút cuối cùng, trung tín cho đến ngày gặp Chúa. Và chúng tôi tin chắc chị đã lắng nghe tiếng của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa người. Ngợi khen Chúa vì cuộc đời của chị. Chúng tôi những mong rằng chúng tôi có thể có một đời sống hầu việc Chúa, tận tụy, trung tín, khiêm nhường như đời sống của chị. Amen. Tôi không thể nào quên được hình ảnh một người chị Thùy Anh rất là nhỏ bé, nhưng tấm lòng của chị thật hết lòng cho công việc nhà của Chúa. Chị tận tụy, chị lo lắng cho tất cả mọi người. Cảm ơn chị vì những ngày em được làm việc cùng với chị ở tại Mỹ, được trực tiếp gặp chị. Và rất tiếc là chị 10 năm ở trong VCM nhưng mà chị chưa một lần đến trung tâm Aquila và Berisi. Điều mà chúng em rất là mong được gặp chị ở tại nơi này. Mà em tin rằng trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chị, thì Chúa đã đưa chị về với Chúa trong nước miền vinh hiển của Ngài. Và em tin rằng sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đó. Và em biết chắc một điều, những công khó của chị không vô ích. Và qua đời của chị thì có rất nhiều cuộc đời đã được phước từ chị và họ đã được biến đổi, gặp gỡ Chúa. Few days ago when I heard news that Auntie Thùy Anh went back home to be with Jesus, I felt very, very sad. And same time I also rejoiced because right now she is in a better place with the King of Kings. I am Arthur. I'm right now currently serving God in Aquila. 6 years ago, I came to seek for help to be delivered. And VCRM and Auntie Thùy Anh's ministry and what she was done has influenced my life. And today, by God's grace and for all what she has done for me, today I'm alive. Today I can serve God. Today I have my own family. That is the fruit of what she has done while she was ministering for Vietnamese people. Tôi được biết đến chị Thùy Anh là một con người vô cùng giỏi và nguyên tắc, là đại diện cho một vụ VCAM ở tại Việt Nam. Lòng của chúng tôi tràn ngập sự biết ơn Chúa trong sự phục vụ đầy trung tín của chị Thùy Anh trong xuyên suốt 10 năm qua. Tôi muốn nói với các đầy tớ Chúa rằng hết thảy những điều gì mà chị Thùy Anh đã dự phần vào trong công việc của Đức Chúa Trời trong 10 năm qua, nó đang vô cùng kết quả cho hàng ngàn người nhận biết Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Thánh Linh là đấng sẽ an ủi cả gia đình của chị cùng tang quyến. Xin trân trọng cảm ơn.